Có là bắt 40 côn 22 từ trăm không? Anh Quang Hoàng, câu hỏi này của anh nó chả giải quyết gì cả. Tại sao phải bắt 40? Tại sao phải côn 220? Tại sao phải từ 100? Anh có hiểu anh mua để làm gì không? Hay anh chỉ cần đúng đủ như vậy là được? Còn nó kêu thế nào kệ nó, nó đánh như gõ mẹ cũng mặc kệ. Thế là cái đấy nó không phải là mục tiêu của anh mua một dàn âm thanh. Cũng hiểu rõ là anh dùng cái loa để làm gì, không gian nào, điều kiện nào. Còn đâu em không bán theo kiểu như thế, bạn không phải bán theo kiểu là từ mấy côn thì nó chẳng giải quyết gì cả. Tại vì trong gia đình nhá, mình không cần phải nặng nề cái vấn đề phải côn từ bao nhiêu, mình tập trung vào cái giá trị sử dụng nó là chất âm thanh. Anh trong gia đình anh chỉ quan tâm là nó hay thôi, nó phù hợp với không gian của anh nữa. Không gian nhỏ thì mình chưa nói nhỏ, không gian lớn thì mình dùng cũng rất lớn. Còn anh mua loa hát mà lại mua bát 40 từ 22 côn 100 là anh không bao giờ hát bằng hay bằng loa bát 30 được. Hoặc là anh bát 40 nhưng mà côn nhỏ hơn nó hay hơn rất nhiều, anh Khang Hoàng nhé. Ai tư vấn cho anh như thế, hay là anh thấy người ta bảo như thế đúng không? Chứ không ai chơi loa hát mà lại côn 100 cả. Côn 100 chỉ đánh cho nó sút thôi. Muốn chất âm hay thì anh phải chọn những loại loa côn vừa phải thôi. Côn 65 hoặc côn 75. Anh có thể mua bát 40 nhưng mà côn 65 hoặc côn 75. Anh biết tại sao những dòng loa Mỹ người ta không làm côn to không? Đặc biệt là loa full nhá. Côn to chỉ dùng cho loa súp thôi. Vì nó tiếng nó sẽ tối, nó dày tiếng. Tối nhưng nó không thanh thoát được những dòng côn nhỏ đâu. Người khác người ta mua côn 100, mình đưa đòi mình mua côn 100 mà chơi như thế là A-dua, A-tòng chứ không hiểu. Những dòng loa của chuyên về karaoke nó không có ai người ta làm loa côn 100 cả. Cái loa mà côn 100 ấy chỉ là giác của loa súp hoặc là loa mid low hoặc đánh ngoài trời có nhưng mà tiếng nó không hay. Chứ còn trong gia đình mình dùng lại để làm gì? Nếu mà tìm hiểu thì tìm hiểu cho nó cặn kẽ hoặc là có người tư vấn cho đàng hoàng, chứ không phải mua trong kiểu cảm tính như vậy. Mua xong rồi về hát nó tối om. Còn em thì em không có đấu tranh hay là tranh cãi với anh về cái đó. Còn anh thích chơi thì anh cứ chơi. Mình tự mua như thế mình phải tự chịu trách nhiệm. Nó hay hay không hay thì mình phải tự chịu trách nhiệm. Còn ở đây trên vai trò em đứng vai trò là em là một người làm nhiều về âm thanh, em biết cái gì em chia sẻ lại cho anh như thế. Thế thôi. Còn đâu là em vẫn tôn trọng cái quyết định của anh. Được không anh Khang Hoàng? Let's go.